Xin kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Global Event News. Trong khi chúng ta đang trao đổi thì ngoài kia hàng loạt những sự kiện quốc tế cũng đang diễn ra. Và chúng tôi hiểu rằng quý vị cũng có nhu cầu cập nhật những thông tin thời sự quốc tế. Vì dù ít hay nhiều thì những diễn biến đó cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, quốc gia của bạn và cả những dự định của bạn trong tương lai nữa. Đó có thể là tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Đó có thể là những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào cuối năm nay. Và đó là lý do vì sao kênh Global Event News của chúng tôi ra đời, với sứ mệnh là cung cấp cho quý vị một bức tranh thông tin toàn cảnh một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất. Ngoài ra thì đội ngũ biên tập viên của chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho quý vị những góc nhìn đa chiều, những lập luận phân tích đến từ các chuyên gia về các vấn đề nóng trên thế giới. Đừng bỏ lỡ dòng chảy tin tức toàn cầu bằng cách ấn nút đăng ký và theo dõi kênh Global Event News của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.